Dạ, hello các bạn, Casino mình tiếp tục làm video mới nha. Và game là Robot Van này các bạn. Đó, và này tiếp tục mình sẽ đi phần bonus. Đó, sử dụng là You Again Custom với Double Game nha các bạn. Rồi, phần mê cung này coi như là đơn giản thôi các bạn. Các bạn nào mà không biết đi thì hãy đi theo cái video này của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đi. Đó, đầu tiên vòng qua phải mình lấy hết chìa khó. Sau đó mình sẽ lên trên này nha. Đó, lên trên này mình sẽ lấy cái khay về phải. Đó, chúng ta sẽ chạy lên trên này luôn. Về phải tiếp tục. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ móc qua đây nha. Các bạn nhớ đi theo đúng đường nha. Đừng mở mấy cái ổ khó nào mà không liên quan nha các bạn. Đó, các bạn mở khó nào không liên quan là chắc chắn chúng ta sẽ không có thiếu. Chúng ta sẽ thiếu cái khay này và sẽ không mở được ba cánh cửa dưới kia nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong này nha. Đó, vô lấy vàng. Bồng lên đây. Ok, bồng lên đây luôn các bạn. Rồi, lên trên này không có khay à, có một cái khay lên đây. Xuống đây có một cái khay nữa các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã gom được là toàn bộ là ba cái khay. Bây giờ mình sẽ đi ngược trở lại cái đường đầu tiên của mình đi. Đó, xuống đây luôn các bạn. Vòng qua trái. Đó, mình sẽ mở được ba cái cổng này nha. Sau đó mình sẽ mở cửa và đi qua vòng luôn các bạn. Đó, quá là đơn giản nha. Đây là vòng bonus level 1 perfect nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ next vào phần bonus level 2. Rồi, vòng này các bạn cứ đi theo mấy cái ô dịch chuyển của mình là vòng bên tay phải nha các bạn. Đi bên tay phải của mình. Đó, đi các bạn cứ đi qua hết cho mình luôn. Rồi, tiếp tục qua phải luôn. Ok, qua phải luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vòng qua trái lại các bạn. Đó, đầu tiên mình sẽ đi qua trái lại hết. Đó, qua trái luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ lên đây. Đầu tiên chúng ta sẽ qua trái tiếp. Ok luôn, chúng ta sẽ qua trái tiếp. Rồi, chúng ta sẽ lên luôn. Đó, đầu tiên bên phải, sau đó chúng ta phải qua bên trái nha. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong bonus level 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gần bonus level 3 nha các bạn. Rồi, mấy cái vòng này chắc chắn là mấy bạn mà mới đầu chơi là sẽ không khó qua nha. Nhưng mà các bạn nào không qua được thì các bạn hãy đi theo hướng dẫn của mình. Ok luôn, lấy vàng nha. Đó, lấy vàng vòng qua đây luôn. Vòng vô đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vô đây các bạn. Đi theo cái đường màu xanh lá cây này. Vèo phải. Sau đó chúng ta sẽ tới một cái ô dịch chuyển nha. Ô dịch sọc vàng này các bạn đừng có bỏ vô lấy cái vàng kia nha. Rồi, chúng ta sẽ vòng vô lại lấy cái vàng chính. Cuối cùng sau đó chúng ta sẽ qua vòng. Đó, bonus level 3. Rồi, chúng ta sẽ nét qua đi phần bonus level 4 nha các bạn. Ok, phần này đầu tiên mình sẽ vô đây. Đó, mình sẽ đi một chút khác lạ. Vô đây đặt là 4 cái Telebot Mine, 4 Telebot Mine nha. Rồi, dùng loại thuốc tiền hình. Đầu tiên nha, dùng loại thuốc tiền hình mình sẽ đứng đây, mình sẽ thúc. Đó, sử dụng loại bớt và again nha. Đó, những cú thúc của again nha các bạn, đặc vụ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ủi thúc cái ông đặc vụ này vô. Ok, đó, đụng các bạn. Rồi, thúc xuống đây các bạn. Ok, mình sẽ đá từ từ vô, thúc từ từ. Rồi, mình sẽ lấy chớn nha. Đó, một ông sẽ làm một anh đặc vụ đó vô. Bây giờ mình sẽ đứng bên góc này. Đó, đứng bên góc này nha các bạn, làm nhanh rút gọn nha. Kiểu là không kịp thời gian nha các bạn. Rồi, dưới đây, ở trên đây có một anh đặc vụ đang đi qua đây. Đó, mình sẽ từ từ các bạn, bình tĩnh nha. Rồi, mình sẽ đứng ở góc đây nha các bạn. Ủi từ bên này, ủi qua, chắc chắn đặc vụ sẽ đi xuống ngõ này. Hai ông. Đó, bây giờ mình sẽ ủi qua này các bạn, let's go. Một ông. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấp ông từ từ vô trong kia. Đó, vô trong kia nha, ủi từ từ các bạn, bình tĩnh. Ồ, đèn hình rất là khó thấy đường nha. Rồi, một cái nữa vô các bạn. Rồi, ok, đẩy cái nhẹ lên vô. Đó, thế là hai anh đã xong. Rồi, còn một hai anh trên đây nữa, mình đứng đây mình đợi luôn các bạn. Đó, cầu vòng bên đây như thế nào. Đó, hai anh đi xuống đây nha. Rồi, mình sẽ đứng đây mình ủi nha các bạn. Let's go. Đó, đụng một cái đi, đầu tiên mình đụng mình giữ chân ông lại, không cho ông đi nha. Bây giờ xuống đây mình đẩy ông lên lại. Ok, quá tốt. Rồi, rất là thuận lợi nha. Hai ông đẩy một lần, hai ông luôn. Ok, đó, bất hợp again. Khó nha. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Cái này mình ủi nó sẽ có một cái dấu màu đỏ nha các bạn. Đây không có nha. Không có, bị dòng này bị lỗi sao không có. Rồi, một anh chạy vô. Ok, xong. Rồi, hai anh luôn. Đó, thì chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đi gom những cái viên ngọc màu xanh lá cây này nha các bạn. Đó, nó kêu mình là phải gom hết toàn bộ cái ngọc màu xanh lá cây này. Sau đó chúng ta là đi qua vòng. Các bạn nhớ đừng bỏ sót cái viên ngọc nào nha.
Đó các bạn mà bỏ sót viên ngọc là chắc chắn nó sẽ không cho mình perfect nha. Rồi đi thẳng qua đây luôn các bạn. Mình lấy viên ngọc lớn này nó cho mình một cái năng lượng đôi giày chạy rất là nhanh nha, không đỡ hao năng lượng hơn. Rồi qua kia lấy luôn. Đó, nó cho mình cái đó rất là hay nha. Tại cái dòng này mình chạy mình nhanh, mình lấy vàng, lấy mấy cái cục xanh này lấy hết là không có kịp thời gian nha, do nó không có năng lượng chạy. Rồi các bạn phải biết cách gom những cái đường nào đường hẻm ta gom trước, sau đó chúng ta sẽ chạy một mạch cái đường thẳng luôn. Đó, rất là nhanh. Rồi mình gom chắc chắn là không bao giờ thiếu nha các bạn. Nếu mà thiếu là chắc chắn chúng ta sẽ vô không bao giờ perfect. Rồi chúng ta qua dòng thôi các bạn. Đó, thế là chúng ta hoàn thành xong phần bonus level 4. Tiếp tục chúng ta sẽ đi phần bonus level 5 nha. Dòng này đầu tiên là mình sẽ vẹo trái nha. Đó, dòng này có 2 bolit áo xanh, 3 anh nha các bạn, 3 bolit áo xanh. Đầu tiên mình sẽ vô đây đặt teleport mine. Đó, 2 cái, 2 anh vô luôn các bạn. Rồi anh kia chặn cái cửa lại nha, vừa chờ nó mở cái cửa ra anh kia nó đi vô. Rồi chúng ta đứng đây bình tĩnh, không được dùng cái gì hết nha. Rồi chúng ta sẽ vô lấy cái vàng này luôn các bạn. Chúng ta sẽ đi bào qua đây. Đó, bình tĩnh nha. Rồi lấy cái này xuống đây nè, xuống đây có một cái bolero xanh đặt đèn cái, chúng ta xin lên đây núp liền nha. Còn bolero xanh đi qua thấy mình nha các bạn. Rồi và sau đó chúng ta sẽ đi lấy món vàng cuối cùng. Lấy vàng cuối cùng nha. Rồi xong, let's go, chúng ta sẽ xuống đây đi qua vòng thôi. Rồi đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong bằng bonus level 5 nha các bạn. Đó, rất là nhanh gọn liền. Rồi chúng ta sẽ đi vòng cuối cùng. Đó, của video này là phần bonus này là bonus level 6 nha, level 6. Đầu tiên mình đọc một cái teleport mine qua cái cổng kia. Sau đó chúng ta sẽ đi vô đây gom hết vàng, toàn bộ vàng các bạn. Đó, vòng vào đây luôn. Chơi luôn các bạn, vòng lên. Núp. Đó, con màu bộ lít gầy vậy ba. Rồi, chúng ta sẽ vòng đây lấy vàng luôn các bạn. Sau đi các bạn nha, mình bị khen tiếng nha các bạn. Rồi ok, lụm vàng luôn. Đó, lụm vàng nha. Rồi vô đây chúng ta sẽ đặt hai cái teleport mine. Rồi chuẩn bị chúng ta dùng lọ thuốc tàng hình nha. Bay vô burst up again. Đó, những cái thuốc. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ ủi hai bolit này vô trước. Đó, một bolit gầy và bolit u. Rồi lấy trớn các bạn, chạy tới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thúc ông bolit gầy này vô luôn các bạn. Ok rồi, bolit áo xanh vô. Tiếp tục bolit gầy luôn các bạn. Rồi đi đâu trên này các bạn. Rồi mình sẽ dùng những cú móc. Đó, rồi vô đây có một cái ngọn ở ủi vô luôn. Đó, bạn nào thích cho bên chàng channel của mình làm video hay hấp dẫn, các bạn nhớ ấn comment, like, share, subscribe cho bên chàng channel của mình nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Rồi đẩy vô luôn các bạn. Ôi. Rồi, let's go, chúng ta xuống đây. Còn một anh bolit gầy dưới đây nha. Đó, anh dưới đây hơi bị khó các bạn. Mình sẽ ủi cho cái cổng gì luôn rồi mình chúng ta sẽ đi qua dọc luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ núp trong cái thùng giấy này, thùng giấy cạch tông này nha. Ồ, cho đây là một cái chai mà kiểu như chai nước khoáng các bạn. Rồi, ủi vô. Đó, rất là thuận lợi nha. Giờ cứ đứng ở đây mình đẩy từ lên nè các bạn nè. Thúc cái nhẹ lên nè. Rồi, thúc từ từ nha. Mình cứ nôn nóng mà đẩy bao kia là cái là thua luôn các bạn, là thúi luôn. Ồ, quá là hay. Rồi, ủi vô luôn. Chuẩn bị chúng ta đã gần hoàn thành xong video này nha. Đó, các bạn nào thấy các bạn nhớ video này hay, các bạn nhớ ấn comment, like, share, subscribe cho bên chàng channel của mình nha. Ok, xin kính chào các bạn, mình chỉ so much. Rồi, tức là mình đã kết thúc bằng video tại đây. Đó, bây giờ mình qua vòng thôi các bạn. Rồi, hẹn gặp lại video vào ngày mai nha. Ok, bye bye các bạn.